Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em về được cái lô hàng này ạ. Gồm có một cặp bô 101 nhé các bác nhé. 101IT bô Sony Mobile. Đây là ba con bô Sony Mobile nhé. Hai con bản 1, một con bản 2 màu trắng độc. Kia là bô Sony Mobile 3. Đây là âm ly bô TA55. Con này là bô Sony Mobile 2 bản da cao cấp. Bô Sony Mobile 1 bản da. Bô sao đốc 2 và một bản bô Sony Mini 2. Hàng hiện tại là toàn bộ là của siêu thị H-Op nha các bác nhé. Đây, em xin phép em quay để mà em che cái giá đi tí. Đấy ạ. Đấy các bác ngó. Hình như vừa nãy cái vừa nãy em quay này có giá này đấy. Đấy, em xin phép em mở con này nhá. Con này là chưa bóc siêu nhưng mà hàng em về là em sẽ phải bóc siêu ra để em test. Thì sau khi test xong thì em sẽ lên từng mã một cho các bác nào yêu thích con nào thì xin mời liên hệ với em. Còn nguyên túi bóng thì nhá các bác nhá. Em bắt đầu em khui để phá trinh nó. À đây. Em bóc cái giấy bóng ở ngoài trước. Đấy các bạn nha. Đấy ạ, để nào tôi bóng bọc vỏ hộp. Còn đây là em bóc siêu. Đây, bên trong em nó đây ạ. Bô Sony 2 nha các bạn nha. Bác nào yêu thích thì xin mời liên hệ với em. Em là chính, số điện thoại là 0916 507 222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác. À đây em còn một con bô VCS 10 nữa. Đây là cái đống hàng đây ạ. Đây nhá, hạ ọp đây nha các bạn nha. Bác nào mà ở bên Nhật mà đi siêu thị đồ cũ ấy, mà đều biết cái cửa hàng này hết. Siêu thị đồ cũ này nha các bạn nha. Em xin chào tất cả các bác.